chuẩn bị tuyển chọn quần áo mưa cho các mẫu nhà em mặc nhá. Và trong mùa mưa năm nay thì các bác anh nhà mình đang cần bộ quần áo mưa như thế nào? Hôm nay thì sẽ có 3-4 sự lựa chọn để cho các bác anh nhà mình được lựa chọn luôn. Đấy, với một bộ quần áo mưa ép nhiệt hai lớp này, em quay về bên trong cho các bác anh nhà mình được xem. Đây ạ, bên trong sẽ là một lượt vải đầu tiên là của Duyên mặc này. Bên ngoài là cao su đúc siêu bền này. Đấy, bên ngoài là cao su đúc siêu bền. Đây các bác anh nhá. Đấy, và với một chiếc quần thì cực kỳ là dễ chịu. Với các bác anh nhà mình mà đang phải đi trời mưa, Loan, ủi cái bộ của Loan xịn hết nhỉ. Đấy, bộ của Loan sau cùng là bộ cao cấp nha các anh nhá. Đấy, còn bộ của Hương cũng là bộ cao cấp, còn bộ của Duyên là bộ trung bình nha các anh nhá. Với giá thành thì nó rất chi là thấp, các em mặc hết vào để chị quay để cho các bác anh nhà mình được lựa chọn bộ quần áo mưa đi trời mưa này. Với bộ của Loan em chi tiết cho các bác xem này. Các bác anh nhà mình mà thời tiết mùa đông này, các bác đang chuẩn bị mua bộ quần áo gió đấy, 1,5 triệu, 1 triệu hoặc 700-800. Thì hôm nay các bác sử dụng ngay cái bộ quần áo mưa như Loan đang mặc cho em nhé. Vừa là quần áo mưa, vừa là quần áo gió đẹp. Đấy. Và với cái bộ quần áo của Loan này bên ngoài đó là áo gió, vải xuất dư, nhập khẩu của nước ngoài. Cực kỳ là chất, em kéo khóa mới đội mũ lên đầu đi. Đấy. Và bộ của Hương ấy thì là bộ ép nhiệt hai lớp cao su. Của Duyên cũng là ép nhiệt hai lớp cao su. Đấy. Phản quang của Hương sẽ là phản quang trắng và phản quang của Duyên sẽ là phản quang vàng. Đấy, và ba cái mẫu này để cho các anh nhà mình đi trời mưa siêu chống ướt, chống nước nhé các anh nhé. Và nhất là các bác anh nhà mình đang đi công tác hoặc các anh chị công nhân, các anh chị đang phải đi xa di chuyển, mình hãy sắm ngay một bộ quần áo mưa như thế này để vào trong cốp xe cho em nhé. Để ngay vào trong cốp xe. Và em báo giá luôn tới các bác anh em nhà mình đang xem cái video này. Ví dụ đầu tiên là bộ của Duyên đang mặc, Duyên quay tròn một lượt đi cho chị, cho các bác nhìn này. Đấy, các bác anh nhìn này. Bộ của Duyên này đang với giá loại dày là 300, còn loại thường là 280 trên một bộ. Và em miễn phí ship tới tận nhà các anh luôn. Ép nhiệt hai lớp nhá, tới lượt Hương. Hương đây là một bộ cao su đúc, một loại xịn sò của dòng quần áo mưa. Và bộ này nó sẽ lặng vượt trội hơn bộ của Duyên rất chi là nhiều. Có mũ kính meca, có dính ở cổ, cực kỳ là đẹp. Túi của Hương là túi ngoài à? Xịn nhỉ? Bộ đây túi ngoài à? Ừ. Bộ của Hương là 350.000 đồng một bộ các bác ạ. Còn cuối cùng là bộ của Loan, của Loan người mẫu các bác ơi. Bộ này quá là đẹp luôn. Các bác anh nhà mình mặc vào thì tôn dáng này, sang trọng này, đẹp này. Kéo khóa ra đi, kéo khóa cho các bác anh nhà mình xem. Đấy, các bác ạ, và bộ của Loan này đang là 450.000 đồng trên một bộ thôi các anh nhá. Anh đang phải mua với giá 1 triệu một bộ quần áo gió này đấy. Mua ngay bộ này, mặc ấm cả mùa đông luôn. Và qua video này, bác nào, anh nào mà đang cần quần áo mưa loại xịn, loại chất lượng, mua ngay tại video này nhá. Em miễn phí ship, tới nhà nhận hàng, kiểm tra hàng, sau đó mới phải trả tiền. Đủ size, đủ số luôn các bác anh nhá. Cảm ơn các bác đã theo dõi video ạ. Nhớ đăng ký kênh của em để xem được rất nhiều sản phẩm hay nha các bác nhá.